Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây cắt cỏ nha. Cây cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Maruyama Beat Em và nó có cái tên riêng là BB2520 các bạn. M BB2520 M. Cây Maru này nó có cái nòng là 34 ly nha các bạn. Và nó có cái nòng là 34 ly với cái chụp giật trợ lực buông nổ nha các bạn, kéo từ từ ra. Những anh em nào, chị em nào ha, không có cái không có biết cách giật mà lấy chớn á, là chọn cái dòng dây giật này nha các bạn. Đây, các bạn nhìn xem mình ha, kéo từ từ, điểm xanh dừng lại thì nó nổ thôi ha. Mà mình cố gắng sao mình đạp cái máy hay là mình vịnh gì đó ha, mình kéo ra được một đầu con dây giật là nó nổ. Nó độc độc đáo gì các bạn, nhìn xem mình giật ha. Kéo từ từ ha, không cần phải lấy chớn nha, kéo từ từ thôi. Đấy, tới đoạn xanh nha, dừng lại. Đấy, dừng lại là nó nổ các bạn, dừng lại là nó nổ ha. Không cần phải lấy chớn nha, kéo từ từ vậy nè ha, kéo từ 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 ha. Dừng lại. Cái chập giật này á, nó rất là thích hợp cho giới phụ nữ nha, và người lớn tuổi không biết mà lấy chớn mà 1, 2, 3 giật đó, không biết lấy chớn đó, ha, thì cứ cầm dây giật kéo từ từ ra được một đoạn dây là buông vào là nó nổ các bạn. Nó nãy mình nhắc lại nha, nó có cái nòng là 34 ly ha, nó chạy cái chế quạt khí quanh rồ ha, dòng máy nắp xăng kính ha. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng này các bạn, xăng cộng với nhớt nha, tỷ lệ khoảng 50cc trên lít ha, 50cc nhớt trên lít. Đây, chế quạt khí quanh rồ ha, chế quạt khí quanh rồ tự động các bạn, chỉ có cây kim tình chỉnh tốc độ thấp ở phía trên này thôi ha, để chỉnh gan ti như cái độ nhạy đó các bạn. Các bạn nhìn xem cái máy này đẹp xuất sắc luôn ha, nòng trắng tinh luôn ha, bộ lửa trắng tinh luôn, mọi chi tiết nó có made in da băng trong lốc luôn nha các bạn, made in da băng trong lốc ha, các bạn về trải nghiệm dòng Maru là nó có made in da băng trong lốc ha. Đây, các bạn thấy không? Tem bọng còn rất là đẹp luôn ha. Đây bộ đó, bộ lửa nó các bạn trắng tinh luôn. Đây các bạn nhìn xem ha, rất là đẹp. Công tắc nó được bố trí ở đây nha các bạn. Đây, công tắc on off đây ha. Kéo xuống là off ha, kéo lên là on. Off, on. Ha. Tùm rời ha, nó chạy cái tùm rời. Còn cái bình xăng của nó thì trắng tinh như bông bưởi luôn. Rồi ha, tay nắm nó đây của Maruyama rất là bền bỉ luôn. Tay nắm phía trái nè ha, tay nắm phía phải có tay ga nhẹ tưng luôn các bạn, rất là nhẹ ha, rất là trơn. Cần láp nó đây, Maruyama Beat Em, cỏ nó đây, cỏ riêng của nó đây, cái cùi của nó đây, cùi của nó có chống dính cỏ nè ha, chống dính cỏ chẻ ngập ngược phía dưới lên nè ha, chống mài mòn ha, đây nó có chống mài mòn nguyên khối các bạn ha, chống mài mòn nguyên khối bằng nhôm ha, rất là nhẹ. Tổng thể cái máy mình đây các bạn. Đấy, máy tình trạng đẹp xuất sắc luôn, trắng tinh luôn. Đây, thấy không? Bê tông 34 ly nha các bạn. Dung tích xi lanh nó là 25.2. Rất là khỏe các bạn. Cái 34 ly này thì các bạn cắt cước ha, cắt cước, cắt sậy, cắt đế gì cũng vô tư luôn ha. Sậy đế là mình phải cắt bằng dao nha. Cắt cước không có chày chày cộng sậy nữa các bạn. Ha. Cước là không có cắt sậy được ha. Rồi để mình nổ thử rồi mình lên ga lớn cho các bạn xem ha. Đây, kéo thôi. Chụp giật này nó ngặt, nó ngộ lắm các bạn. Kéo ra là nó nổ thôi, kéo ra dừng lại là nó nổ ha.
kéo từ từ ra ha. Tới điểm xanh ha, dừng lại. Mình kéo từ từ ra điểm xanh dừng lại. Mình kéo cho các bạn xem từ từ ha. Đấy, đây đây. Dừng lại ha, tới điểm xanh đó. Rất là dữ luôn. Maruyama xài rất là sướng luôn. Nó rất là ít ăn xăng nha các bạn. Đặc biệt dòng Maruyama nó rất là tiết kiệm xăng luôn ha. Quay rất là trơn nha, và đậm ngực luôn. Nắng đây các bạn. Rồi, cái video mình giới thiệu cây cắt cỏ Maruyama 34 ly đến đây tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.